con người tính ngã nhân quá lớn, sống cho mình hơn sống cho ai. Đó là bản chất đời nay, vì tình thương giữa nhân loài mất đi. Nhân loài khổ nhiều vì lẽ đó, còn khổ thêm nữa chớ giảm đâu. Ngày nào người biết thương nhau thì ngày đó mới khổ đau hết lần. Điều này mỗi người cần xét kỹ, có phải là chân lý hay không? Kêu nhau nên sống đại đồng, kêu nhau nên mở rộng lòng thương yêu. Nên mở lối cho nhiều thân thiện, đừng vạch đường lắm chuyện ghét dơ. Sống cho thiên hạ được nhờ, thác cho thiên hạ kẻ thờ người thương. Ráng hiểu đạo cho đường sông rồng, nên biết tu cho cảnh tình vui. Người nên sống có đạo, người cũng nên sống biết chọn nơi siêu phàm.